Rồi, chào các bác. Nhiều bác gọi hỏi thì hôm nay em quay chi tiết kỹ lại một lần nữa Ford Ranger XLAT phiên bản số tự động và số sàn nhé. Đây là hai xe này. Giống nhau về nội ngoại thất đến 90%, chỉ khác nhau duy nhất về hộp số thôi. Hôm nay mình đi chi tiết về số tự động nhé, cho nó dễ hình dung. Đầu tiên về mặt thiết kế thì đây là phiên bản, có thể nói là phiên bản giá rẻ và tầm trung. Nếu mà hiện nay so với mặt bằng của các hãng như là Hilux này, như là Triton này, thì bản tự động số 1 cầu mà được trang bị tính option ok như này thì Ranger thật sự giá vẫn quá là hời. Mitsu chúng nó có bản 650 nhưng mà nội thất nó khá là thô, mà bản đặc biệt 7.8 thì giá nó cũng lại cao hơn hẳn rồi. Hilux thì là 607 nhưng tuy nhiên thì lại gần như là cháy xe trong năm nay rồi nhé, hãng sẽ không nhập về. Rồi, chúng ta có bộ đèn halogen này, đèn xi nhan các thứ cũng là halogen, tuy nhiên lại có đèn sương mù nhé. Ở cái bản XL bản 2 cầu số sàn thì mới không có đèn sương mù thôi. Còn trên phiên bản này thì gần như chúng ta đã được trang bị đầy đủ đèn. Bác nào thích sáng thêm thì lắp thêm bộ đèn bi, đâu đó khoảng 2-3 triệu, bao sáng luôn, bao bền. Nguyên bản của cái mẫu xe XLS nó sẽ như này. Còn khách hàng mà muốn độ thêm thể thao thì chúng ta lắp thêm ốc cua lốp như này. Đó, còn vành thì đây cũng chỉ là vành với cái kích thước bình thường thôi. Cũng không phay phiếc quá đẹp gì, tuy nhiên nó vẫn là đủ dùng và vẫn đảm bảo thẩm mỹ nhá. Đó, lốp này là lốp rồi, bỏ qua lốp đi. Thì mình đây, phần đầu xe thì đơn giản thôi. Lưới tản nhiệt nhựa cũng dễ thay, dễ độ. Nó có một số option độ như là chữ Ford này, hay là độ mặt Raptor. Tuy nhiên thì nếu mà thay thế thì thường chúng ta sẽ thay luôn cả la răng, cũng khá tiền đấy. Đây, phần thân xe thì trên phiên bản này đã được trang bị luôn thanh thể thao bậc lên xuống nhé. Đây, bậc này là bậc nguyên bản theo xe. Một số mẫu xe như là X-Cruiser thì hay Eco thì nó chưa có bậc lên xuống thôi. Xe này thì bên em lắp thêm thanh thể thao cho khách. Đó. Một hạn chế của Ranger XLAT là phần đuôi xe thì ở nguyên bản nó sẽ không có cảm biến lùi và camera lùi. Tuy nhiên thì hai chiếc xe này đã bàn giao cho khách hàng và bọn em đã đều trang bị tặng thêm cho khách. Phần cảm biến nhé, cam lùi thì thường là khách hàng sẽ lắp đặt thêm vì giá trị nó cũng lớn và đấu thẳng màn hình zin luôn. Các bác lưu ý giúp em là đèn thì cũng là đèn bóng halogen và trên phiên bản Ranger XLAT thì chúng ta không được trang bị lót thùng cao su luôn nhé, đều là lót thùng trơn. Hai xe này thì một xe đây là lắp thùng cao có đèn, và bên này là nắp thùng cuộn đi kèm thanh thể thao nhé. Cái này là hai cái riêng đó. Tuy nhiên thì khách hàng mua thời điểm này thì đa phần là sẽ được trang bị theo xe luôn. Rồi, mình vào chi tiết nội thất này. Hiện nay thì cái bản này thì bên em độ khá nhiều cho khách rồi. Bọc vô lăng thể thao này, có cruise control này, nguyên bản này. Một số tính năng điều khiển âm lượng này, điều chỉnh nghe gọi loa thoại. Ghế này là ghế bọc da, nguyên bản của nó sẽ là ghế nỉ nhé. Cái này thì bên em bọc da theo nhu cầu của khách hàng. Khách thì cũng khá trẻ và thể thao. Camera hành trình và nước hoa là thường sẽ là tặng kèm. Rồi, xe thì với phiên bản Ranger XLAT chúng ta sẽ được trang bị hai cụm đồng hồ analog và một màn hình nhỏ ở giữa này, hiển thị thông số về xe thôi. Gương điều chỉnh điện, tuy nhiên thì các bác lưu ý giúp em là điều chỉnh điện nhưng mà không có tự động cụp khi mà chúng ta khóa xe. Cái này thì đa phần chúng ta sẽ lắp thêm motor ở trong gương. Rồi, điều chỉnh sáng vẫn vậy. Trên phiên bản Wi-Tech thì chúng ta sẽ điều chỉnh thêm một góc, tuy nhiên thì trên phiên bản này thì đa phần chỉ là tăng giảm độ sáng và đèn sương mù thôi. Bật pha cốt. Đó.
Rồi cụm màn hình chính này, đây gần như là chiếc xe duy nhất được trang bị màn hình to 8 inch ở trên cái đầu xe một cầu số tự động. Hiện nay thì đa phần các xe một cầu số tự động là màn hình thô hoặc là màn hình hiển thị LCD chủ yếu để nghe nhạc Bluetooth và AM FM thôi. Cụm điều chỉnh trung tâm điều hòa, lúc nào xe Ford chúng ta sẽ có mắc AC luôn nhé. Đó. Điều hòa thì là điều hòa một vùng thôi, tuy nhiên là cái không gian của xe bán tải nó cũng không được rộng rãi và không được thoải mái như xe con, nên là cái mức độ làm mát và đảm bảo về cái nhiệt độ cũng ok hơn. Chúng ta sẽ có một vài cổng kết nối, và như đây chúng ta có một cổng USB này, cổng USB ở trong bệ thì tay này đó. Rồi, về cơ bản nó khá là đầy đủ cho một chiếc xe dao động vào khoảng 662 triệu, và đâu đó vào khoảng hơn 700 chúng ta lăn bánh nhá. Để các bác nhìn lại phần cuối này, bọn em độ cả thân kính trải thảm 6D. Ở phía sau nhé, nhiều bác hỏi thì em giải thích luôn là cái bộ cứu hộ, bộ kích lốp, kích kéo van của Land Cruiser nó ở đâu. Thì đây các bác tìm ở hàng ghế sau này có một cái dây giật này, các bác giật giúp em đóng hàng ghế thứ hai. Thì chúng ta sẽ có bộ van kích đây, đó, kích lốp các thứ cần quay nó ở đây nhá. Lốp dự phòng thì treo sau. Rồi, bản này thì chúng ta có một cổng sạc AC ở phía sau thôi, không có điều hòa, và không gian ngồi thì gọi là thoải mái nhưng mà không có hàng ghế thứ hai đâu nhé. Bán tải nào cũng vậy thôi. Cụ thể giá bán của cái mẫu xe này hiện nay nó đang rơi vào khoảng 662 triệu và chưa khuyến mại trong tháng 6 và tháng 7 tới đâu. Mẫu xe mới 2022 thì cũng chưa có thông tin gì cả, nên là nếu mà khách hàng có nhu cầu thật sự quan tâm và thật sự cần xe trong cái tháng 7 âm sắp tới, khi mà giá nó có thể là linh động hơn một chút, thì có thể alo trước cho bên em nhé, để bên em tư vấn thêm. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.